Hiện tại thì gần như chúng ta ai cũng đã tải về cái ứng dụng VNEID này nha các bạn. Thì để kích hoạt lên cái tài khoản mà sau này chúng ta sẽ được rất là nhiều những cái tiện ích ha. Ví dụ như sau này có thể tích hợp bằng lái xe, bảo hiểm đồ này kia, những tất cả những cái giấy tờ liên quan, và gần như nó sẽ thay thế cho cái sổ hộ khẩu ha. Nhưng mà khi mà các bạn tải về cái ứng dụng này và đã tạo cái tài khoản thành công rồi thì có một vấn đề các bạn cần phải kiểm tra ngay lập tức ha. Tại vì mình đã gặp cái trường hợp như thế này các bạn. Khi mà chúng ta đã kích hoạt định danh ở mức 2 rồi và tạo tài khoản thành công hết, và chúng ta sẽ vào cái phần ví giấy tờ rồi. Các bạn sẽ kéo xuống ở cái phần này các bạn, cái thông tin cư trú nè. Đó, thì chúng ta sẽ xem được cái thông tin của chúng ta và những người có cái tên ở trong sổ gia đình, ví dụ như là vợ chồng, cha mẹ gì đó khi mà ở chung trong sổ gia đình ha. Đó, thì bình thường thì như của mình là đúng ha, nhưng mà mình đã chứng kiến một cái trường hợp là sai thông tin. Ví dụ cái gia đình đó chỉ có hai người thôi, hai vợ chồng thôi, nhưng mà khi mà vào cái phần mà thông tin cư trú này nè, lại phát hiện có đến bảy người trong gia đình nha các bạn. Đó, cho nên là các bạn phải kiểm tra kỹ vấn đề này ha. Nếu như đã có trường hợp sai như vậy thì sẽ còn những cái trường hợp khác bị sai như vậy. Và các bạn khi mà tải về ứng dụng này đã đăng ký thành công thì cũng nên kiểm tra xem là cái thông tin cư trú của chúng ta đã đủ cái số thành viên hay chưa, và những cái tên tuổi trong cái thành viên đó có đúng với lại cái sổ gia đình của chúng ta hay không, hay là những người lạ quơ lạ quắc nào đó ha. Và nếu như cái trường hợp mà các bạn tải về rồi và xem ở cái phần thông tin cư trú này mà toàn là những người lạ thôi ha, và các bạn hãy ra cái ủy ban gần nhất của chúng ta để đính chính lại, để nhờ những cái cán bộ đính chính lại cái thông tin cho chúng ta cho nó chính xác hơn nha. Đó, hiện tại mình gặp cái tình trạng như vậy, thì đó là cái vấn đề các bạn cần phải làm ngay khi mà tải về cái ứng dụng VNEID này. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.